ơi, tụi mình là Hello Kids. Chào mừng các bạn với video mới nhất của tụi mình. Hôm nay mình cùng với tất cả thành viên Hello Team sẽ làm thử thách, đó chính là nhảy lên cánh cổng thời gian để quay về tuổi thơ. Nghe tốt chưa rồi? Đấy, ok, thì bây giờ nhiệm vụ của tất cả thành viên Hello Team đó chính là ăn mặc làm sao giống hồi nhỏ nhất và ai gọi là mặc giống nhất người đó sẽ chiến thắng. Ôi, thôi đấy. Thế là thử thách chưa dễ quá, sao thử thách đúng không? Bây giờ bắt đầu thôi, let's go. Rồi, bây giờ chị và em phải kiếm một bộ đồ làm sao giống nhau đấy, để giống như hồi nhỏ, giống như hồi nhỏ hai mình mặc đồ chung giống nhau á đó. Trời, cũng đúng. Giờ sao ta? Coi. Nhiều đồ vậy? Rồi, tính ra trong cái chỗ này toàn áo đen với là áo hồng luôn mà. Có gì giống nhau không ta? Thử thách thì khó nha. Tính ra chỗ thử thách cho khó xong cuối cùng sợ làm được luôn bạn ơi. Có sao nữa? Trời, làm được chứ, mình phải làm. Nhiều luôn. Đây, hôm qua. Khoan, em thì có hai cao giống nhau nè. Đó. Ồ, tụi mình sẽ trở thành học sinh. Ồ, hợp lý. Ồ, trở thành hồi nhỏ học sinh luôn. Hồi nhỏ của mọi người, ok. Mình với Sammy sẽ mặc bộ đồ này để gọi là giống nhau ấy, mọi người. Let's go. Ok các bạn, và sau khi mình với Sam lại thay đồ y chang nhau và bây giờ tụi mình sẽ chụp hình y chang hồi nhỏ luôn nè. Let's go. Đây là Sammy và Sammy bây giờ, hồi đó kiểu ơi đó, mình đi làm sao ạ? Chúng tôi nè. Chụp cảnh nhìn nó mặt nó lại Ủa sao xưa dữ luôn á trời luôn à. Không dữ đi ư gì chứ. Xưa dữ luôn giờ không dữ luôn cay. Không bây giờ dữ luôn thôi là vậy. Đây coi hình của cay nè, coi hình của bà nè. Đợi xíu nha. Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi kiếm bộ đồ để có thể hóa trang lại mình của năm lớp 6 nha các bạn. Đây, xin giới thiệu với các bạn, đây chính là hình của mình hồi năm lớp 6 nè. Bây giờ mình phải đi kiếm trang phục nha. Nhưng mà bây giờ đồ ở đâu bây giờ ta? Ủa sao trùng hợp vậy ta? Tự nhiên có cái áo trắng ở đây luôn nè. Còn có cái khăn quàng đỏ ở đây nữa. Được rồi, đi thay đồ thôi nè. Let's go. 5 minutes later. Sau khi thay đồ xong thì bây giờ mình đã mặc bộ đồ giống như hồi nhỏ rồi các bạn ơi. Karen bây giờ và hồi đó kiểu ôi, đây, mọi người nhìn đi, hình của mình nè. Đó, giống hồi xưa chưa? Giống. Đó là một mà. Ủa rồi, tới ai đây, tới Phong đi, tới Phong đi. Trời ơi, hình của tôi ấn tượng lắm nha, ok. Ok, bây giờ sẽ tới lượt tôi biến thân thành tuổi thơ của tôi nè bạn. Mà coi đây chính là cái hình của tôi ngày xưa nè. Lúc về, lúc tôi đang học cấp 2, tôi đang diễn ảo thuật ở trên trường. Trời, ok. Bây giờ tôi diễn ảo thuật cho mấy ông coi nha. Đây, ảo thuật gia, búng tay cái biến ra cái áo nè. Bum, biến ra cái áo nè, ghê không đó. Giờ khoát vô, cái áo trên trời bay tới, rồi. Đó, trời ơi, hình trong cái hình là tôi có cầm cái hộp nữa. Ừ, tôi lấy cái hộp, tôi cứ dịch cầm đỡ nè. Đó. Phong cận, bây giờ và hồi xưa kiểu đây, anh em nhìn nè, hình của tôi. Cái gì vậy? Nhìn nhầm thế. Nhìn còn giống đó. Tính ra ngày xưa tôi đẹp trai chứ bộ. Dài hộp sữa nè, đó. Ủa, hồi nhỏ mọi người hay uống sữa không? Có. Trời ơi. Hả? Ủa, đâu ra vậy? Ủa?
180 video đã có vị cam và vị dâu ấy mọi người. Đó. Ấy hay là giờ mình chơi chúng tìm không? Five minutes later. Bây giờ phải tìm chỗ trốn bạn ơi, bây giờ tìm chỗ trốn nào mà không ai tìm được, mình phải chiến thắng cuộc thi lần này. Để xem coi. Bây giờ tôi đang mặc bộ màu hồng đúng không? Bây giờ tìm cái gì màu hồng ta để trốn ta. Trời ơi nó bé quá bạn ơi, trốn này thấy chưa? Trời ơi. Trốn đầu móc đuôi đầu cái kì đấy. Huy giúp. Chỗ nào ta? Cái gì chưa? Trời ơi, thần đồng đấy mà. Đói chưa? Trời ơi, chỗ kia là tuyệt vời. Đi chậm rồi đi chứ. Đây là đây chút. Anh có cái gì? Cướp cướp. Anh làm cái bình, anh làm cái bàn đi, anh để trên đầu. Quay quay lại. Anh đại gối. Ok bạn ơi, bây giờ tôi phải tìm chỗ nào nó an toàn. Ê, ngoài này hình như là trông có vẻ ít người quan tâm các bạn ạ. Mình đứng đây mình đóng cửa lại. Không ai biết mình hết luôn. 20, 25, 30, 35, 45, 100. Được rồi, đi kiếm mọi người ơi. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm thành viên đầu tiên nha các bạn. Đi theo mình nè. Mọi người thì mình nghĩ là chắc cũng chưa chạy đâu xa đâu. Bây giờ mình sẽ đi kiếm thử nha. Ở xung quanh đây không biết có ai không ta. Ở đây thì có cái màn gì vậy? Nhưng mà người mình phát hiện ra là có một cái bàn chân ở đây nè, không biết là chân của ai ta, ai mà trốn giấu như ta, có ai đây không nè, không thấy gì chân nè. Người đầu tiên Sammy. Đi kiếm người tiếp theo rồi, let's go. Mọi người ở đâu đây ta? Bây giờ mình nghĩ là mình cần phải đi xuống bên dưới Gaming House để kiếm mọi người thôi. Ok, bây giờ chúng ta đi ra Gaming House nè. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Không biết có ai trốn đây không ta? Lô, cái cây này công nhận đẹp ghê ha. Ồ cái này giờ còn cái có gì vậy cái cây này cái giá đỡ đây nữa. Công nhận là chân thiệt, thật thiệt luôn á. Đi ra đây, bạn đi ra đây. Ủa, rõ ràng mình trốn kỹ vậy mà. Dạ vô đi ra luôn. Ủa, tôi mặc đồ giống vậy, cũng nhận ra cái trời. Mấy người này, ấy bạn nghĩ là bạn có thể trốn vừa cái cây này hả? Yabun là Yabun tử đó, Yabun giống cái chày đó mà. Nhìn tôi là bị trốn chân thật dễ sợ luôn á. Ok, kiếm em được hai người rồi, bây giờ mình sẽ kiếm những người còn lại nha, đi thôi. Bây giờ mình vẫn còn Phong Cận nè, mình vẫn còn Simi và mẹ béo nữa. Ba người này trốn rất là kỹ luôn nha. Bây giờ mình nghĩ là mình không thể nào tới đây nữa, mình cần phải đi xuống dưới để trốn rồi. Ê, cái gì đây? Ủa, ở đây tự nhiên nó có hai cái tay là sao vậy? Bây giờ chúng ta Simi và Phong Cận đi kiếm hai người đó thôi, let's go. Meanwhile. Trời ơi, lâu dữ gì vậy? Trời ơi, lâu quá, thấy chưa? Tôi đã bảo tôi là cái gì ta? VIP pro trong chỗ tìm mà sao mà cai kiếm được tôi? Ủa gì đây, gì đây? Ủa, su chai, nhiều thạch, trà, ngon dữ ta. Thôi, trong lúc gọi là chờ cai tôi nhâm nhi xíu nha. Nóng cay. Quá là ngon luôn. Trời ơi, có ai xuống kiếm được mình thôi ngồi đây uống sữa luôn. Trời ơi, ngon quá, thật đúng ngon quá.
chán ghê luôn á, mới cho một xíu mà nãy đã bị tìm ra rồi. Mệt ghê, không chơi đâu. Hello, anh nhớ chưa? Đi tìm Sim với em không? Nãy giờ mình đi tìm Sim mà không có bạn ơi. Nên là bây giờ mình sẽ rủ Sam đi tìm Simi với mình luôn. Đi luôn. Ủa gì vậy? Hoàng quá trời. Bây giờ Simi với Phong Cận ở đâu ta? Ê, từ từ, im lặng nha. Hình như là mình đang nghe tiếng ai đó đang nhai. Chị mèo Simi. Ôi, trời ơi, trốn tiền mà mày đặt uống sữa nữa, cái thấy Sim rồi nha. Ủa mà Sim đang uống sữa gì vậy? Trời ơi, uống sữa su su bị lúng mạch nè. Trời ơi, đang rồi uống rồi, hai người làm giật mình mà. Sai rồi. Uống cái kiểu này là uống sai cách rồi, đây để coi chỉ cho. Đầu tiên là phải lắc chai, xoay nắp, uống sữa, sau đó nhai thạch nó mới chuẩn. Ủa, mà đâu nghe thử vậy làm lại coi, Sim không hiểu. Đó đây, để coi lấy giò. Đây, ví dụ đi, cái đây ở trên kệ này của chúng ta là có hai vị sữa nữa, đó chính là vị dâu và vị cam nè. Đây, đây đầu tiên lắc chai, xoay nắp, uống sữa và sau đó nhai thạch nữa nha. Lâu nha. Ok, mọi người đi tiếp rồi tôi đi trộn tiếp. Ra vậy? Ủa, tìm thấy rồi mà. Thấy rồi. Ủa gì vậy? Tưởng đang ví dụ thôi. Nó thấy rồi. Đi ra đây. Mọi người quá là đau bởi vì mình đã tìm được tất cả mọi người bên trong Game In House rồi mọi người ơi. Thôi, dù sao là chúng ta chơi chúng thì cũng đã rất là mệt rồi đúng không mọi người. Vậy thì bây giờ chúng ta